mừng đến với công viên nước. Dùng kem chống nắng và phao tay. Đây là những cách chúng ta làm khi vui chơi dưới trời nắng và bơi dưới nước. Con đây, Charlie. Con hãy nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Kìa bốn em bé nghịch nước rất vui. Thật đáng yêu các bé chơi bên nhau kìa. Một bé thấy rất khát rồi đi. Uống thật nhiều nước chanh nhé, Sophie. Hãy luôn uống đầy đủ nước. Bể bơi có ba em bé nghịch nước rất vui. Thật đáng yêu các bé chơi bên nhau kìa. Một bé thấy lạnh quá rồi đi lên bờ. Còn hai em bé ngoan vẫn chơi vui này. Tuyệt lắm! Tắm nắng sẽ giúp cơ thể chúng ta ấm hơn, Mia. Đừng quên kem chống nắng nhé. Bể bơi có hai em bé nghịch nước rất vui. Thật đáng yêu các bé chơi bên nhau kìa. Một bé thấy buồn ngủ quá rồi đi lên bờ. Còn một em bé ngoan vẫn chơi vui. Lặng cho Jacob. Còn một bé ngoan vẫn ở dưới nước trời. Cậu cảm thấy không vui nữa, khóc to lên kìa. Nhìn thấy kem mát lạnh rất ngon và bé yêu đã nhanh đi lên bờ. Các con yêu, kem thật ngon phải không nào? Mùi bánh mới. Thử ăn nào các con. Các con, hãy nhìn chiếc máy nước chanh này. Có nhiều đồ ăn này với biết bao hương vị. Nước chanh thật là tươi đây rồi. Bé hãy uống đi nào. Uống nước soda. Yummy yum yum yum. Hương vị thế nào? Anh thấy nước chua chua này. Hãy đến thưởng thức hải sản của chúng tôi. Có nhiều đồ ăn này với biết bao hương vị. Tôm, bánh tôm cua với mực. Bé hãy ăn đi nào. Cắn miếng tôm này. Yummy yum yum yum. Hương vị thế nào? Con thấy nó hơi tanh ạ. Ấy, chào các bạn. Taco, thử ăn nào. Có ngay đây. Chúc ngon miệng.
yêu, uống thêm nước nữa. To, mẹ, như kia. Là kem. Có nhiều đồ ăn này, với biết bao hương vị. Quê kem thật là ngon đây rồi, bé hãy ăn đi nào. Cán miếng kem mát lạnh, yummy yum yum yum. Hương vị thế nào, con rất thích cây kem này. Wow.
xem đây là gì nhé. Nào con yêu, hãy nhắm mắt. Con đã xem đây là gì nhé. Vị như thế nào? Yêu, món này có vị chua. Đây chính là vị quả kiwi. Quả kiwi, quả kiwi. Kiwi rất ngon, có vị chua chua. Yum, 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 yum. Con đã xem đây là gì nhé. Nào con yêu, hãy nhắm mắt. Con đã xem đây là gì nhé. Vị như thế nào? Ngon quá, có vị ngon. Đây bánh quy thơm ngọt mẹ ơi. Thật là ngon, thật là ngon. Con thích bánh quy này mẹ ơi. Yum, 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 yum. Anh đã xem đây là gì nhé. Nào anh yêu, hãy nhắm mắt. Anh đã xem đây là gì nhé. Ôi không, vị của nó rất đắng. Anh thấy chua chua và thấy đắng. Là quả cam, là quả cam. Cam rất ngon, hãy cùng nhau ăn. Yum, 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 yum. Ta có rất là nhiều đồ ăn. Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Rất vui ta cùng nhau ăn. Yum, 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 yum. Ta có rất là nhiều đồ ăn. Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Vui, rất vui ta cùng nhau ăn. Yum, 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 yum. Con muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi chơi thì sau đó ta rửa trôi vi trùng. Trước khi ta ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Trước khi ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi chơi thì sau đó ta đã trôi vi trùng. Trước khi ta ăn ta luôn phải rửa tay, rửa tay. Nếu con muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi bên ngoài phải rửa cho sạch đi vi trùng. Nếu chúng ta đi chơi bên ngoài phải rửa tay, rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ngoài kia ta chơi ta về phải rửa tay, rửa tay. Ta chơi bên ngoài phải rửa cho sạch đi vi trùng. Nếu chúng ta đi chơi bên ngoài phải rửa tay, rửa tay. Nếu con muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay ta, rửa tay. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay ta, rửa tay. Xì mùi giơ lắm đó mà phải rửa tay sạch đi vì trùng. Xì mùi ta, ta phải rửa tay sạch tay ta, rửa tay. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay ta, rửa tay. Xì mùi giơ tay ta, ta phải rửa tay. Xì mùi dơ lắm đó mà phải rửa tay sạch đi vi trùng. Xì mùi ta, ta phải rửa tay sạch tay ta, rửa tay. Nếu ba muốn có bữa ăn ngon, hãy rửa tay trước khi ăn nào. Ba về tranh giơ tay thì ba phải rửa tay, rửa tay. Ba về tranh giơ tay
Ba vệ tranh giơ tay thì ba phải rửa tay, rửa chung tay. Ba vệ tranh giơ tay thì ba phải rửa tay, rửa chung tay. Ba vệ tranh hoang hô đẹp nhớ rửa tay cho trôi vi trùng. Nếu vệ tranh chưa có quên phải rửa tay, rửa chung tay. Mẹ. Mẹ rửa tay. Thật nhiều màu sắc. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào con xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Con hay mau chọn màu nước ép nào. Mẹ ơi, màu xanh lá thật thích màu xanh lá. Nào con hãy tìm màu xanh lá. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả táo màu xanh lá. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào con xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá, xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu xanh dương. Thật thích màu xanh dương. Nào con hãy tìm màu xanh dương. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả việt quất màu xanh dương. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào con xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước. Màu vàng đây, màu ba thích. Vàng tươi, ba tìm đi nhé. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả chuối này, màu vàng. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon. Chọn màu sắc nào mẹ ơi xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Mẹ ơi hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu cam mẹ rất thích. Màu cam mẹ rất thích. Mẹ ơi hãy tìm màu cam nhé. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả cam này màu da cam. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nước ép trái cây thật là ngon. Cá thật nhiều màu sắc. Nhóm nhóm. Kìa ba, kìa ba. Sao thế con? Là ba ăn
kem phải không? Không, bé ơi. Thật sao? Thật sao? Đúng đó con yêu. Ba hãy mau ha miệng. Ha ha ha. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sao thế con? Mẹ ăn bánh vòng sao? Không, bé yêu. Thật sao, thật sao? Đúng đó con ơi. Mẹ hãy mau ha miệng. Ha, ha, ha. Thank you.
Đồ ăn sẵn sàng rồi. Con yêu,